tụi bay độc đá mang hại nè. Chỉ có một thằng như một con Ali à đi thôi. Bà khả đảm nha, không thể được. Lật tung hết cái tỉnh tiệm cho tao. Thiệt tình luôn á. Phiền phức thiệt. Em biết là hai anh em tụi em á làm phiền tới mọi người. Cho nên nếu mà anh muốn đuổi á thì tụi em sẽ đi. Nếu không thu phục được tụi nó thì tiêu diệt luôn để trừ hậu quả. Anh hai có lỗi với em nhiều quá. Từng túi này mà anh hai không làm được báo hại em không? Giờ sắp Tết mà anh hai dẫn em đi trốn chui trốn nhủi. Anh không muốn vậy đâu. Anh thật nghiêm nhất trên đời luôn á. Em muốn tụi anh hai xuống trên đời. Mà anh hai ơi, bây giờ em nhớ mẹ quá à. Có khi chính em thấy anh đôi khi ngó nghe. Cứ yêu cứ thương cứ lo cho em là thế. Tết nay gia đình xin về, Tết nay về nhà thôi đây. Chúng ta cùng nhau trở về thôi.